Giặt khăn lụa như thế nào? Rất đơn giản các bạn nha, chỉ cần nhỏ 1 đến 2 giọt dầu gội đầu, sữa tắm hoặc nước chanh pha loãng. Rồi mình giặt nhẹ nhàng bằng tay với nước lạnh, sau đó không gắt mà chỉ cần rũ và để lụa tự khô. Thật đơn giản đúng không các bạn? Hãy follow video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn luôn và bảo quản lụa nha. Chén siêu, khăn lụa tơ tầm thần Việt.